tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bạn tình cha, dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con, vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến xác hồn, để nên tông đồ của cha, mà nên nhân chứng của cha, truyền giao chân lý của cha, gieo rắc lời cha khắp gần xa, rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu, rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu, rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu.
Xin mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai tiếp đón anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ lãnh được phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lạ thôi vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Khi Đức Giêsu ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rời chỗ đó đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, trong đoạn tin mừng anh chị em vừa nghe, Chúa Giêsu nói một điều có vẻ là hơi ngược ngược. Chúa Giêsu bảo Ngài đến không phải để đem bình an cho trái đất, nhưng là đem gươm giáo. Ngài đến là để gây chia rẽ. Có phải thật sự Chúa Giêsu đến để gây chia rẽ không? Sự chia rẽ mà Chúa Giêsu nói đến ngày hôm nay ở đây là gì? Chắc chắn đây không phải là những xung đột do bất hòa trong mối tương quan thường ngày, mà đây chính là sự chia rẽ do bởi sự chọn lựa chân lý. Mà chân lý thì thường đi ngược lại với những lợi ích cá nhân. Chính vì thế, người chọn lựa bước theo chân lý thường có những xung đột với những người xung quanh, có khi ngay cả với những người thân yêu trong chính gia đình. Chúa Giêsu cũng từng như thế, Ngài đã từng bị họ hàng đi tìm bắt vì họ cho là Ngài bị điên. Chúa Giêsu rao giảng lời Thiên Chúa, nhưng người ta luôn chống đối và tìm cách bắt giết Ngài. Chúa Giêsu nói Ngài đến là để gây chia rẽ, là vì Ngài muốn chúng ta phải dứt khoát và kiên định chọn lấy chân lý, chọn theo con đường Giêsu. Bởi vì chỉ có ở nơi chân lý, chỉ có ở nơi Giêsu, người ta mới có được bình an, hạnh phúc đích thực. Chỉ có ở nơi chân lý và ở nơi Giêsu, người ta mới có được cuộc sống đúng nghĩa nhất. Xin Chúa Giêsu giúp cho chúng ta có được sức mạnh và can đảm, biết luôn chọn lựa và kiên quyết theo Chúa, dù có phải đánh đổi ngay cả các mối tương quan thiết nghĩa và quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa thương, không còn nguồn hy vọng nào
chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn ơn cứu độ. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Thánh Thần Cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, Thánh Thần yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa, thu nhận hết tội mình. Chúa dòng tình thứ tha, thập giá Chúa giao hòa đưa ta về cùng với Chúa Cha. Dâng Cha là đấng cao tôn và chí thánh, mau mình con Cha đầy tấm linh hồn và thiên tinh, để đến những tội mình cùng với tội chúng sinh. Ngài chết treo thập hình đem ta về nguồn nước tái sinh. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng.
giờ này đây, xin chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, hãy hướng trọn về Chúa với tất cả tâm tình yêu mến hiến dâng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy ngự vào lòng chúng con. Xin Ngài đến để đổi mới tâm hồn, trái tim, thân xác. Xin biến đổi chúng con thành đền thờ thật tốt đẹp cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, chúng con khao khát Chúa, lòng chúng con dạt dào tình yêu Chúa. Xin cho lửa yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong tim, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. Hallelujah.
tràn ơn cứu thế, đấng từ bi nhân hậu, thăng tiếp